Đẹp quá vậy, sao chị nổi giờ? Nãy giờ không thấy. Không có nghe. Lâu lắm rồi hả? Có công việc. Nó hẹn rồi. Mà đi kiếm tiền rồi. Uống gì chị? Hay coi lên hả? Ông Việt Kiều, nãy là ông Việt Kiều Canada đó. Ngày nào ông biết tôi gần khám bệnh là ông gỡ tiền qua. Ông không có cho ngó mặt. Ông sợ coi làm mai giọng. Có bốn đứa vậy hả? Bà đẹp, không sáu con cọp. Bà này có tiền nè. Tiền đâu mua? Lấy con cọp đi. Mua đã lại đi. 82 con ốc. Trời ơi, đẹp vậy mà ăn không tiền, chán quá. Tiền luôn á. Đẹp mà ăn tiền. Em lấy, em đi vệ sinh cách, mày xuống đâu ạ? Dạ mình đi. Chết cha, chị lo mất đâu mà mấy đứa điện thoại hoài bán mất máy ra. Mà còn quá gì đi. Còn quá. Mà em trước khi đi là em nhắn tin chị rồi. À, ông ấy không chịu, ông chịu em chứ mà đi chị đi mà. Sao nó đi vậy? Ông lưng, lấy tờ bán mua hai tờ mới mò lâu chứ má. Con cọp. Hơn 2.000. Thôi đầu kia xong tôi quay lại thứ hai lại đi chỗ khỏi mắt ngồi thật. Uống gì mấy đứa ơi? Em ăn bánh lăng rồi. Bánh lăng hả? Ăn gì á, gì á? Cái gì cho cái cá với cái lau rừng? Nè. Còn 3.000 nữa. Tôi có thói 18.000 đúng chứ, có 2 tờ mà. Không. À. Tôi 40. Tôi 40 là hết 18.000. 15 được. Không, 15 được rồi cô ơi. Cảm ơn. Nay Bình Dương không ai mua Vĩnh Long không à. Uống cà phê. Ở đây đâu quán cà phê. Có bán cà phê không? Có kìa, trời ơi. Gì mua số không? Bà đẹp số không ơi? Vô bàn ngồi. Vô bàn ngồi. Thẩm mẹ. Vô cho. Chuông phá quýnh mày đó. Nhớ không? Anh đẹp trai số không? Ngủ rồi đó, uống thuốc cắm thuốc hả? Còn 2 triệu. Nói giờ là coi đá banh xong rồi đó. Nói rồi. À khẩn mà, trận nào khẩn? Đâu biết rồi. Trời ơi, mày coi mày không biết. Ủa không, ngồi đây đi. Anh Việt Kiều, số không? Ê Lé ơi, Việt Nam thua rồi. Số vậy, anh Việt Kiều. Việt Kiều. Kiều gì bà nữa? Tào quá. Đừng thương mấy đứa này nha, bê đê. Mấy đứa bé lắm không? Hả? Mấy 70 nha em. Tụ má mày dơ mày trụ quần áo tao. Đừng trả tiền. Đừng trả tiền nữa. Nghe tiền thì mét không vui mà cứ làm trả tiền. Ê, mình ấy. Đừng có mua, có tiền lại đi. Đừng mua, không trúng đâu. Anh ơi, một hồi tính tiền sao hay là một hồi tính tiền? Anh lấy tiền trước luôn nha, nước cũng vậy. Trời ơi, chưa lựa bổng bóp hết vậy bà. Trời ơi. Đâu mua đâu. Kêu đừng có mua mà, kêu đừng có mua đâu, kêu đừng lấy đâu. Uống đi, ăn nè, cái dung chiên đi nè. Ngán lắm. Bà ai chưa?
rồi. Ba tờ nha. 33.000. Trong em có gì nha? 200 hai người đúng không? Ủa, trên đây là cái gì vậy? Thưởng. Cái nào cũng có chứ không hả? Cái giấy số không phải đâu á con. Ai biết. Ba mươi ba. Có 3.000 không? Tờ 11.000. Ủa sao giấy số của tem này phải bán tờ 11.000? Thưởng à. Thưởng 3 con với lô độc đắc mày được 1 triệu 1 tờ. Là sao? Là gì hả? Ở đây là được uống cũng là hồi tính. Nè với 3 lô độc đắc vậy nè mày được 1 triệu. Ê, bịch táo rồi, ăn táo đi. Con cóc đi mà. Của người ta mà. Nó đi rồi, đủ bó, mày có quyền ăn. Mày không biết ăn, ăn này dại cảm lắm á, ngu. Số không? Ờ, đi chùa rồi đi. Gì? Dạ, mày giờ thằng vô gì. Ê, hai nhỏ đẹp quá. Hai nhỏ đẹp quá, nhập băng. Để đó luôn đây nhức đầu quá. Anh Việt kêu số không? Ê, bán được 10.000 đó, lon đó. Để em nhận gì bên đây. Trời ơi, cha đó uống vụ đế à. Nó đi theo trai rồi. Nó bỏ tu hoài à. Thì nhập măng qua ngồi chung với hai nhỏ đó đi má. Mua thì mua đi. Nhập măng qua ngồi chung hai nhỏ đó đi. Nhập măng qua ngồi chung hai nhỏ đó đẹp rồi. Má mày kỳ quá. Ngồi đi hai ba nhỏ đó đi. Ăn nhiêu anh em order cho. Rồi. Có nào mười mười xuống nhà lẻ gì chứ một thứ là một tờ hưởng ông nội đưa chân lên chứ. Có nào 10 tờ không nè cái này 11 tờ thứ 11 tờ không à vậy đưa đi đưa này đi 11 tờ một tờ lấy tiền mấy tờ lấy tiền 11 tờ trời ơi mà hỏi kỳ vậy nè. Này Việt Nam vô đợt Việt Nam đủ má chụp hoài con quýnh à nha. Chụp hoài à. 10 tờ à. Bạn về đó là 101. 10 tờ sao mà là 11. Mấy đứa nó giúp mày tính tao lấy lốc ra tao đếm cho mày thấy nha. Nè tao đếm ra cho mày thấy ha. Bao nhiêu 10, 11 mày cãi có hoài 120. 10 tờ 120 nghỉ mua luôn. Ủa mày 101, cái này 102. Không lấy hai sắp hả? Hai chục đi, thiếu 100. Thôi má có tiền kìa. Gì chụp hoài vậy ông nội? Từ, mà gấp cái gì? Mày để cho chụp hình cậu hoài, 102 đó, mày bị bệnh hả? Bà 101 mà lấy 102 không? Rồi, 101. À, cho gì trước, gì trước này từ từ. 101. Này sao giống số đúng không? Ừ. Sao 39 thì tùm lum đẩy cho anh chị chạy. Gì? Hỏi này tiền số tôi, vừa dò. Số điện thoại mày á. Cảm ơn. Ngủ rồi chứ. Giờ hôm nay hả? Nằm á. Con đâu rồi? Nó đi theo trai rồi, hỏi hoài. Bỏ bài vậy hả? Giải trúng đội hết đi số hả? Này là gì vậy? Ê, cái đài này hình như con có bán đó mà. Đừng phải đạt. Này bữa này thứ mấy? Này thứ năm mày sao vậy? Không biết chữ. Mày vô đài mày đi bay ba nè, không nổi. Vô đài nào? Không
không biết chữ. Trời ơi, má ơi, 93 nè, của má 39. Chúng có ba con à má, đâu có cực. Trời ơi, nó chúng có ba con à. Số 2, số 9, số 3, nó đảo số. Nay Việt Nam thua rồi má. Nay Việt Nam đá thua rồi đó. Quay Việt Nam đá rồi má ơi. Thua hàng. Nó nhập bằng qua hai nhỏ đó đi má, đụng má mày mấy con bay kìa. Quên. Này chú quay. Đi. Nhập bằng qua hai nhỏ đó đi. Nhập bằng qua. Quậy chú coi. Không có cho quay nha. Không có được quay, thằng nào quay có lột quần ta ra đó. Trời ơi, nó không dám quay đâu, nó sợ cô lột quần lắm. 300. Mua. Trời. Thôi gần dưới dục nhà ngâm muối á. Đau lắm. Nó theo trai rồi. Bữa nãy mà đưa tôi có mớ một ít mà bây giờ mà đưa chi quá. Bây giờ ra quá trời trời. Nè ăn lố nó nè má. Má gì đây bà nội. Việt Nam đá khu rồi đó. Không biết Việt Nam đá khu rồi đó. Online luôn quay tùm lum tùm la. Má anh đừng quay rồi.